Hello everyone, chúng ta lại tiếp tục với unit 8 ở trong set set Destination V2, phần Racial Verb. Cuối tuần cô tranh thủ làm hai phần luôn. Cô cũng sẽ cố gắng hàng ngày ra các video cho mấy bạn, và hiện tại đây cũng là giáo trình mà cô sử dụng để ôn các bạn ôn thi đại học muốn điểm khá mà trở lên một chút. Thì chúng ta sẽ vòng qua phần tiếp theo, đó là phần Racial Verb. Thì mình sẽ có cái từ Racial Verb đầu tiên là bring up. Bình thường á, mấy bạn bring up á, cái nghĩa mà các bạn hay sử dụng ở trong các nghĩa khác, có nghĩa là nuôi dưỡng. Tuy nhiên ở trong trường hợp này có nghĩa là bắt đầu thảo luận một cái chủ đề, bắt đầu thảo luận một cái chủ đề, một chủ đề. Thì mấy bạn nhớ cho cô là tất cả các phrasal verb thì nó sẽ có đa nghĩa, sẽ rất là nhiều nghĩa tùy cái chủ đề khác nhau mà nó sẽ mang nghĩa khác nhau. Thì trong trường hợp này nó chỉ mang nghĩa là bắt đầu thảo luận một chủ đề. Còn một nghĩa mình hay hay sử dụng đó là nuôi dưỡng. Động từ sau tất cả các phrasal verb này mình sẽ cộng verb in hết nhé. Come on. Come on có nghĩa là bắt đầu phát sóng. Bắt đầu phát sóng. Come on có nghĩa là bắt đầu phát sóng. Còn come out có nghĩa là được xuất bản. Bản thân cái từ này nó đã mang nghĩa bị động rồi mấy bạn ạ. Thì tụi em không chia bị động ở ở cái câu come out mà mang nghĩa xuất bản nữa. Filling là điền vào đơn á, filling điền vào. Filling the blank, fill điền vào. Điền vào đơn, điền vào chỗ trống. Filling. Ok. Từ tiếp theo là flick through là em lật rất là nhanh các trang. Em nhìn và em lật rất là nhanh. Nhìn xem và lật rất là nhanh các trang giấy. Xem và lật nhanh các trang, có thể là báo, có thể là sách, báo hoặc sách, tức là nhìn sơ qua, lướt qua thôi. Flick through. Go into là đi vào chi tiết. Go into là đi vào chi tiết. Đi vào chi tiết. Go into là đi vào chi tiết. Handout là phát ra. Handout the paper please. Handout là phát ra. Ví dụ như là cô giáo mà phát bài, handout the papers. Handout. Còn trái nghĩa từ handout là handing, nộp bài nha. Handing là nộp bài. Handout là phát bài và handing là nộp bài. Look up. Tra cứu từ điển hoặc tra thông tin. Cái từ này tương đối là cơ bản đúng không? Từ là mấy bạn mà học chương trình tiếng Anh lớp 9 là đã biết được cái từ lookup này rồi. Tra cứu thông tin hoặc là tra từ điển nhé. Tra từ điển thì mình cũng dùng từ này. Tra từ điển. Tiếp theo là make count là hiểu. Giả vờ rằng cái gì đó là đúng, hiểu hoặc nghe hoặc là thấy cái gì đó với một sự khó khăn. Make count. Cô thấy là nó hay mang nghĩa hiểu ở trong các đề thi ấy em. Make count có nghĩa là giả vờ nè. Giả vờ cái điều gì đó đúng. Nghĩa thứ hai là hay dùng là hiểu, nhìn hoặc là nghe điều gì đó một cách khó khăn. Với một sự khó khăn. Cô thấy là trong 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 các đề thi đại học á, thường thường make count nó mang nghĩa là hiểu. Còn put forward có nghĩa là đề nghị ha, đề nghị. Put forward là đề nghị. See through là thấy, nhìn xuyên thấu, nhìn xuyên qua. See through là nhìn xuyên qua, nhìn thấu hay là nhìn thấu. Ví dụ tôi có thể nhìn thấu bản chất của thằng đó, nó rất là điệu cán, thì đó là see through. See through. Được chưa? Stand out là nổi trội, nổi bật. Stand out là nổi trội hoặc nổi bật. Stand out. Tụi em thường hay nói là khi mình nối âm lại với nhau. Stand out, nổi trội hoặc là nổi bật. Nổi trội hoặc là nổi bật. Và từ cuối cùng là turnover. Turnover có nghĩa là lật các trang giấy. Lật các trang giấy. Trang giấy. Ok. Lật các trang giấy mà nó theo cái hướng, lật trang giấy theo cái một cái order sign hướng khác luôn các bạn ạ. Thì đây là cái video cô làm ngắn thôi về cái phrasal verb. Thì hôm nay cô tạm thời hai phần, đó phần
topic vocabulary và phần phrasal verb. I think that's useful for you. Goodbye, see you.